nọ có anh chàng tên Alex làm nghề chăn cừu, rất chăm chỉ và tốt bụng. Nào, các con của ta, ăn no rồi thì đến giờ về chuồng thôi, trời sắp tối rồi. Hàng ngày, anh cho đàn cừu của mình gặm cỏ trên ngọn đồi. Đêm xuống, anh lại dựng lều để nghỉ lại gần đó. Chà, thơm quá. Tài nghệ nấu nướng của mình dạo này cũng lên tay đó chứ. Ngửi thôi cũng biết là canh ngon rồi. Ăn thôi, đói quá. Có ai ở trong đó không? Hình như có người đang ở ngoài lều gọi mình. Xin lỗi, anh hỏi ai ạ? Tôi chỉ là khách qua đường thôi. Tôi đã đi bộ suốt hơn một ngày trời. Thức ăn thì đã hết, tôi đói quá. Anh có thể cho tôi xin một chút gì đó ăn được không? À, tưởng chuyện gì. Chuyện đó thì quá đơn giản. Giờ lúc tôi đang nấu bữa tối, mời anh vào dùng. Cảm ơn anh. Chà, ngon quá. Đây là món canh ngon nhất từ trước tới nay mà tôi từng ăn đó. Anh đúng là một đầu bếp siêu phàm. Anh quá khen rồi. Nếu anh vẫn còn đói thì tôi có bánh và phô mai nữa, đừng ngại. Anh thật là tốt bụng, Thượng Đế sẽ phù hộ cho anh. Ấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không cần khách sáo. Vậy anh đang trên đường đi đâu? Tôi đang trên đường về quê. Nói thiệt với anh, tôi rời quê hương đã chục năm để làm ăn, nhưng thất bại nên không dám quay về. Nay nghe tin mẹ bệnh nặng nên... Tôi hiểu rồi. Vậy quê anh còn cách đây xa không? Cũng phải đi bộ hơn một ngày đường nữa mới về đến nơi. Vậy sao? Vậy đêm nay anh ở lại lều của tôi mà nghỉ ngơi, lấy sức mai còn đi tiếp. Anh cho tôi ở lại đây thiệt sao? Đương nhiên rồi. Chỗ của tôi tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho anh ngủ một giấc ngon, hơn là phải nằm vất vả ngoài đường. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đúng là một người tốt. Anh lại khách sáo rồi. Thôi, ăn canh đi. Để tôi đi lấy thêm bánh và phô mai nữa. Dạ, dạ. Cảm ơn anh đã cho tôi ăn và còn cho tôi nghỉ lại đêm qua. Giờ tôi phải lên đường rồi. Chúc anh thượng lộ bình an và mong là mẹ anh sẽ mau khỏi bệnh. Tôi cũng hy vọng là vậy. Nếu không tôi sẽ phải ân hận cả đời. Thượng Đế sẽ phù hộ cho bãi, không sao đâu. Tôi chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có cây nhẫn sắt này, muốn tặng anh làm kỷ niệm. Nếu anh không chê thì hãy giữ lấy nó. Chiếc nhẫn cũng đẹp đó. Nếu anh đã có lòng thì tôi xin nhận, coi như là tín vật cho mối lương duyên của hai ta. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại anh. Chắc chắn rồi. Thôi tôi phải lên đường đây, kẻo muộn. Chào anh nha. Hãy bảo trọng. Chuyện gì vậy? Động đất chăng? Ơ, gì vậy? Muốn sống thì câm mồm. Lũ cừu ngoại chuồng kia là của ngươi đúng không? Đúng, chúng là của tôi. Các người là ai? Chúng ta là cướp đây. Nếu vậy thì các anh vào nhầm nhà rồi. Tôi chỉ là một kẻ chăn cừu nghèo khổ, làm gì có tài sản quý giá gì để cho các anh cướp chứ. Không có tài sản, nhưng mày có cả một đàn cừu béo múc mà. Đúng vậy, bọn ta ở đây chính là vì đàn cừu đó. Trần đời tôi chưa thấy ai đi cướp mà lại cướp cả đàn cừu bao giờ. Dắt chúng theo chỉ tổ làm vướng chân các anh. Chưa kể, nếu các anh không có kinh nghiệm chăm sóc, chúng sẽ chết. Như vậy bán đi cũng chẳng bao nhiêu tiền. Khá khen cho ngươi, rất thông minh. Đúng là bọn ta không đến để cướp đàn cừu của ngươi. Chỉ là trên đường đi cướp về, chúng ta thấy đói bụng và muốn ăn thịt cừu thôi. Ý các anh là sao? Các anh muốn gì ở tôi? Hãy giết một con cừu và nướng lên cho bọn ta ăn ngay bây giờ. Ngoan ngoãn phục vụ bọn ta thì sẽ được sống, bằng không thì chỉ có chết. Tôi hiểu rồi,
tôi sẽ đi làm ngay đây. Ngon quá, ăn như vậy mới sướng mồm chứ. Ta nhịn đói suốt từ đêm qua đến giờ mới được ăn đó. Ăn hết con cừu này chưa no, bắt nó làm thêm con nữa. Nhịn đói một đêm, bù lại, cướp được một đống tiền vàng, chẳng phải là quá hồi hay sao? Ngươi cần nhận ít thôi. Biết rồi, thôi ăn đi cho ngon, đói lắm rồi. Ngươi bịt mắt nó kiểu gì để rơi khăn xuống rồi? Chết cha, chắc lúc đó đói nên hơi lỏng tay. Nó nhìn thấy mặt chúng ta rồi còn đâu. Không, tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Vốn chỉ định bắt ngươi làm đồ ăn cho chúng ta rồi rời đi, nhưng giờ ngươi đã nhìn thấy mặt chúng ta rồi, chúng ta không thể giữ ngươi lại được. Là số ngươi đen thôi, chịu chết đi. Không, đừng giết tôi. Hả? Hắn biến đâu mất rồi? Rõ ràng vừa mới ở đây mà. Không lẽ hắn có khả năng độn thổ? Mau đi tìm hắn xem. Chết tiệt, nếu hắn có tài đó thì khó mà tìm được. Thôi tranh thủ té đi, cho dù hắn có thấy được mặt chúng ta đi nữa thì cũng không dễ gì tìm ra chúng ta đâu. Bọn chúng không nhìn thấy mình sao? Mình đã trở nên vô hình sao? Là nhờ chiếc nhẫn này, sau khi mình sờ vào nó, nó đã giúp mình cởi trói và trở nên vô hình. Ở hiền gặp lành, anh xứng đáng có được sự bảo vệ từ chiếc nhẫn đó. Anh bạn, anh bạn qua đường, cảm ơn anh đã cho tôi bảo bối này. Tốt quá rồi, tôi sẽ dùng nó để làm gì có ích. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Thôi, chuẩn bị tính kế chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt đi. Thì ra đây là sòng nguyệt của bọn chúng. Có một cô gái bị trói, không biết cô ấy là ai. Không vội, lũ quân của tể tướng đang ráo riết đi tìm người. Chờ một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống, ta mới đưa nàng đi được. Hả? Quần khốn kiếp, mau thả ta ra. Mỹ nhân, sao nàng nóng tính vậy? Sau này sẽ làm vợ của ta đó, sao ta có thể thả nàng ra được? Không đời nào ta chịu làm vợ một tên cướp như ngươi đâu. Cha của ta chắc chắn sẽ tìm thấy ta. Các ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng đưa ta đi. Cha nàng sao? Gã tể tướng đó đã cho quân đi tìm 3 ngày nay rồi mà chưa thấy nàng đó. Nàng yên tâm, nơi đây rất kín đáo, không ai có thể biết đâu. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn chờ mấy hôm nữa, ta sẽ đưa nàng đi đến một nơi khác thoải mái sung sướng hơn. Khốn kiếp. Thì ra đây là con gái của tể tướng bị bọn cướp bắt cóc đến đây, muốn ép nàng làm vợ ngươi sao? Đừng có mơ, ta sẽ không để cho các ngươi tội nguyện đâu. Cô gái, mau dậy đi. Ngươi là ai? Đừng sợ, tôi đến cứu cô. Ngươi đến cứu ta thật sao? Ngươi là người của cha ta hả? Không, tôi chỉ là một người qua đường thôi. Biết cô bị bọn cướp bắt giữ ở đây, nên nhân lúc chúng ra ngoài kiếm ăn, đến giải thoát cho cô. Cảm ơn anh, tôi bị bọn chúng bắt ở đây mấy ngày rồi, cũng hiểu thói quen của chúng. Thường ban ngày chúng sẽ ra ngoài kiếm ăn, đến tối mới quay về. Giờ chúng ta đi, chúng sẽ không biết đâu. Tôi biết cô là con gái của tể tướng. Đêm qua tôi định chạy về bẩm báo với người, nhưng sợ lúc tôi rời đi, bọn chúng lại đưa cô đi chỗ khác mất dấu, nên đành chờ đến sáng mới hành động. Nhưng anh có biết đường rời khỏi đây không? Lúc tôi bị đưa đến đây, chúng đã bịt mắt tôi, nên tôi chẳng biết đây là đâu. Không khéo bị lạc, rồi chúng ta bị bắt lại thì chết. Cô yên tâm, lúc tôi theo bọn chúng đến đây đã nhớ đường rồi, không sao đâu, hãy tin tôi. Anh, một mình anh đi theo bọn cướp tới đây, anh không sợ chúng phát hiện và trừ khử hay sao? Nếu tôi không đi theo, làm sao biết chúng đang bắt giữ một đóa hoa đẹp như vậy chứ? Và vì đóa hoa này, tôi có chết cũng phải liều xông vào để cứu bằng được.
Tôi không có ý trêu ghẹo gì cô đâu. Nếu cô thấy không vui thì cho tôi xin lỗi nha. Không, không sao. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đưa cô về trao lại cho tể tướng và báo người tới đây tiêu diệt hai tên cướp này. Không thể để chúng tiếp tục làm hại người dân lương thiện được. Hả? Mỹ nhân của ta đâu rồi? Hả? Dám bắt cóc con gái của ta. Các ngươi quả là gan to hơn trời. Các ngươi đã bị bắt rồi. Mau đầu hàng đi. Bọn cướp đã bị bắt. Bao nhiêu của cải chúng cướp được liền bị tể tướng tịch thu và phân phát cho dân nghèo. Còn Alex nhờ có công dũng cảm dẹp loạn, còn cứu được con gái tể tướng, nên tể tướng đã gả nàng cho anh. Từ đó anh được sống sung sướng bên người vợ xinh đẹp. Ai mang nước mắt mà ngăn nẻo về. Nặng lắm phải không? Để anh giúp cho. Còn xa lắm mới về đến nhà. Thôi ạ, không sao đâu anh, cứ để em. Đã bảo em gánh được mà. Có đoạn nữa là về đến nhà thôi. Xa xôi nổi gì. Chẳng nhẽ cô ấy muốn lấy ba mình thật sao? Không được, mình nhất định phải ngăn cản chuyện này. Ba mà lấy vợ thì làm sao mà yêu thương mình như trước được nữa. Hay để anh gánh vào tận nhà cho em. Cổng nhà anh với nhà em cách nhau tận một bước chân đấy. Ba ạ, Hạnh đã đi học về rồi đấy hả cháu? Ôi kìa, cô Sen hỏi kìa con. Chắc con bé đi học về đang mệt đấy anh à. Thôi anh vào nấu cơm cho con đi. Ba ơi, con đã về rồi này. Ba ơi, ba. Ba làm gì ở đó thế? Con về rồi đấy hả? Cứ ăn cơm trước đi. Ba giúp cô Sen sửa nốt chỗ này rồi về nhé. Lúc nào cũng cô Sen. Bây giờ ba đã như vậy rồi. Sau này nếu ba lấy cô ấy nữa thì chắc chẳng hỏi han gì đến mình mất. À, ba ơi. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh mở mắt nhìn em đi. Anh tỉnh dậy đi anh. Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao. Anh Tư ơi. Ôi chà, đau quá. Anh ơi, anh đau ở đâu? Để em đưa anh đi bệnh viện. Chắc chỉ bị đau tai chút thôi em à. Em đừng có lo lắng quá. Thôi ngay đi. Hạnh này, tại sao con lại luôn có thái độ không vui với cô Sen như vậy? Con không muốn ba lấy vợ. Con chỉ muốn ba con mình mãi mãi như thế này thôi. Thôi nào con, đừng khóc. Ba cũng chưa đưa ra quyết định của mình mà. Ba rất muốn lắng nghe con. Đến nào con. Ba hứa với con đi. Ba hứa với con là sẽ không lấy vợ đi. Hai cha con đang ăn cơm đó ạ. Em mang sang cho anh một chút rượu tỏi để anh xoa bóp cho mau khỏi cái tay. Chỉ là đau sơ sài thôi mà. Em ngồi đây ăn cơm với hai cha con anh luôn đi. Cô đi về đi, để cha con tôi yên. Con... Hạnh, sao con hỗn thế hả? Con nhắc lại, cô hãy tránh xa ba con ra. Con không bao giờ chấp nhận cô đâu. Cô đừng làm những việc vô ích nữa. Hạnh, thôi ngay. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã lấy chồng. Ba, sao ba lại vác củi lên nhà trên? Ba buồn vì cô Hạnh đi lấy chồng sao? Vậy là giờ chỉ còn lại mình ba. Ba lại mỗi ngày một già yếu. Mình lại lấy chồng xa như thế này, biết bao giờ mới về thăm ba được đây? Giá mà ba có một người bạn đời cùng chia sẻ buồn vui lúc tuổi già thì có lẽ mình đã yên tâm hơn. Ba ơi, thời điểm đó em còn đang ở độ tuổi chưa đủ chín chắn. Ba đã hy sinh tất cả vì muốn nhìn thấy em được hạnh phúc, chứ không phải buồn rầu như thế này đâu. Đừng khóc nữa em. Ba ơi, con về thăm ba đây. Con chào ba ạ. Hai vợ chồng con về rồi đây ạ. Hai vợ chồng bận vậy mà vẫn thu xếp ra với ba hả? Vất vả cho các con quá. Thưa ba, chúng con ở xa chẳng về thường xuyên với ba được, nên Tết đến, vợ chồng con về ăn Tết với ba cho ba đỡ buồn ạ. Ôi dào, các con cứ cẩn thận quá.
Ba ở ngoài này có bà con hàng xóm nữa mà. Ba ơi, con có lỗi với ba nhiều lắm. Giờ mỗi lần nghĩ đến ba đang lủi thủi một mình là con lại không thể ngăn được nước mắt. Giá mà thời gian có thể quay trở lại, nhất định con sẽ ủng hộ ba tìm cho mình một người bạn đời. Con dây dứt lắm ba ạ. Thôi thôi, cái con bé này lấy chồng rồi mà cứ như là trẻ con vậy à. Ba có thấy làm sao đâu. Nào, hai vợ chồng vào nhà đi con. Vị khách ban trưa. Mẹ không cần nói thêm gì nữa. Con với bố không hợp nhau. Con mà về thì hai bố con lại cãi cọ không hay thôi. Vì bất hòa với bố mà mình bỏ lên thành phố kiếm sống. Nếu không khấm khá thì mình nhất định không về đâu. Cửa hàng đang vắng khách, phải tranh thủ ngủ một giấc mới được. Khỉ thật, giữa trưa nắng nóng thế này, ông cụ không ở nhà mà lại ra đây chiếm chỗ của mình. Chuyện gì thế này? Sao ông cụ hôm qua lại nằm ngủ ở đây? Cảm ơn cháu, ông cũng đang lạnh quá. Sao ông lại ngủ ở đây? Nhà ông ở đâu? Ông lớn tuổi rồi, ngủ ở đây lỡ có chuyện gì thì lại khổ. Không sao đâu cháu, cây thân già này đi sớm được ngày nào, con cháu nó nhờ được ngày ấy. Ông đừng nói như thế, ông cho cháu biết ông ở đâu, cháu sẽ đưa ông về. Cây số ông khổ lắm cháu ạ. Ông bỏ đi không nói cho đứa nào biết, mà có biết chắc chúng cũng mặc kệ thôi. Ông ở đây đợi cháu một chút, đợi cháu ra cháu sẽ mua đồ ăn sáng cho ông nhé. Cảm ơn cháu, cháu tốt với ông quá. Ơ, ông ơi, ông. Bố đừng bỏ đi như vậy nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Đời đúng là còn nhiều chuyện oái âm, khổ thân ông cụ quá. Tuổi già sức yếu thế rồi, còn bị bệnh tật dày vò, con cái ngược đãi. Ôi, ông, sao ông lại đến đây? Thế con cái ông đâu rồi, họ còn đối xử tệ với ông không? Mà dạo này sức khỏe của ông thế nào rồi? Dạ mà con ông, nó cũng lo cho ông bằng nửa cháu. Cháu nghĩ rồi ông ạ, lần sau cháu sẽ đưa ông về. Cháu biết cháu không có quyền gì, nhưng cháu không thể để họ đối xử với ông như vậy được. Ông cảm ơn cháu nhiều lắm. Thằng con trai ông chỉ chăm chăm nghe lời vợ nó, hàng xóm cũng không ai đứng về phía ông. Giờ có cháu thì tốt quá rồi. Bố, bố có sao không? Sao bố cứ thế này? Bố có biết vợ chồng con đã nghỉ làm để chạy đi tìm bố cả chiều nay không? Có mà anh chị mong tôi đi khuất mắt ấy. Bố lại vậy rồi, vợ chồng con có bao giờ nghĩ vậy đâu. Ông cụ đã kể với em hết rồi. Ông bảo vợ chồng chị đối xử với ông tệ bạc, ông út quá nên mới bỏ nhà đi. Cái gì? Bố, bố nói với người ta thế ư? Em ơi, bố đã về chưa? Bố, bố có sao không? Cậu này vừa đưa bố về anh ạ. À, anh nói gì đi. Bố bảo với cậu ấy là chúng ta ngược đãi bố. Bố nói cái gì cơ? Vợ chồng con ngược đãi bố lúc nào? Đây, cậu xem. Con trai tôi nó uống bùa mê thuốc lú của vợ nó rồi. Vợ nó cả ngày đi đàn đúm, còn để bố chồng nó cho người làm lo. Cơm nước thì nấu không nuốt được, chăm con thì vụng. Để con cứ về nhà là khóc lên. Chắc nó cố tình để ông già này điếc tai nhức óc đây mà. Ôi, 6 giờ rồi, đến giờ uống thuốc huyết áp của bố rồi. Để con đi lấy thuốc. Đây, bố chồng đang nói mà nó còn viện cơ này cơ nọ để bỏ đi. Đang có người ngoài còn thế, không có ai chắc nó đóng cửa để ông già này tự nói tự nghe. Con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, Chi cũng như con đây, đi làm cả ngày chứ có phải đi chơi đâu ạ. À? Còn chuyện cơm nước thì chắc do bố đang uống thuốc nên đắng mồm đắng miệng thôi bố ơi. Chi vừa đi làm về đã lao vào lo cơm nước, lo hết thằng cu lớn, lại đến thằng cu nhỏ. Cô ấy đã cố gắng lắm rồi thưa bố. Thôi anh à, anh cũng nghe bác sĩ nói rồi mà. Đợt này tâm tính bố đang thất thường. Mình là con, phải từ từ. Ý chị là tôi già rồi gan dở, đúng không? Cậu xem, tôi nói có sai đâu. Chúng có coi tôi ra gì đâu. Xem ra mọi chuyện không như mình nghĩ. Ông cụ thực sự quá khắt khe với con cái rồi. Mình phải làm gì đây? Ông ơi,
Cháu thấy thế này không được. Hay ông khuyên con trai ông bỏ vợ đi ạ? À? Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi... Anh cứ để em nói hết đã. Ông xem, chị ấy làm gì cũng không vừa ý ông. Đã thế thì ông để chị ấy đưa hai đứa con về ngoại ở. Sẽ không còn ai khiến ông khó chịu. Không có cơm canh khó nuốt. Không còn tiếng trẻ con khóc lóc. Ờ thế... thế thì... Chưa hết. Khi không có vợ con trai của ông phải lủi thủi một mình. Lúc đó, anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý lo cho ông. Thế có phải vẹn cả đôi đường không ạ? Ông ơi, ông đừng bảo bố bỏ mẹ con cháu. Cháu sẽ ngoan, cháu sẽ giúp mẹ trông em. Cháu không đòi đi chơi nữa. Ôi hay cái thằng này. Ông cho bố mày bỏ mẹ mày bao giờ? Nói xàm, nói bậy. Thôi, thôi, ông đói rồi. Mau vào dọn cơm nước đi. Ông là vì con, vì cháu. Bỏ qua cho bố mẹ mày đấy. Người ta nói đúng thật. Gia đình thì vẫn mãi là gia đình. Dù có khúc mắc lớn nhỏ thế nào cũng chẳng thể dứt bỏ. Mình có lẽ cũng như ông cụ, có một gia đình hạnh phúc mà không biết trân trọng. Bố mẹ ơi, con về rồi. Ông ơi, nó về rồi này. Về mà không báo cho bố mẹ một tiếng. Thôi mà bố đừng giận con nữa. Bảo vệ nụ cười. Vinh ơi, nhanh dậy xem pháo hoa. Hả? Thật hả ba? Pháo hoa hả? À? Thích quá, đi xem pháo hoa thôi. Làm gì có pháo hoa giữa ban ngày ban mặt thế này chứ. Bị lừa rồi nhá. Sao mà dễ bị lừa thế? Buồn cười quá đi. Sao ba lừa con? Vì hôm nay là ngày cá tháng tư mà. Hôm nay tha hồ nói dối mà không bị sao cả. Ai dễ bị lừa thì ráng chịu thôi. Ngày cá tháng tư sao? Hay đây. Mẹ ơi, mẹ có biết chuyện gì chưa? Chuyện gì con? Siêu thị gần nhà mình hôm nay khuyến mãi giảm giá hẳn 90%. Mẹ biết chưa? Mẹ nhanh ra mua đi, kẻo hết giờ. Thật á, 90% cơ á. Mẹ phải đi ngay mới được. Đừng có hòng lừa mẹ nha. Mẹ chỉ giả vờ bị con lừa thôi. Trúng kế mẹ rồi nha. Bực mình nè. Không tìm được người cho mình lừa một vố thì cay không chịu nổi. Ai nhỉ? Ai dễ bị lừa đây? Quân hiền lành nhưng mà thông minh lắm. Tùng á thì tuy học dốt nhưng đa nghi. Bọn này chắc sẽ không dễ lừa đâu. Còn ai nữa nhỉ? Này, cậu bé kia, nguy hiểm quá. Ai lại thả diều trên đường phố thế kia? Xe tông vào thì biết làm sao? À, đây rồi. Tên này lừa được đây. Lâm ơi, thấy ở thành phố không ai thả diều hả cậu? Nghe nói cậu này từ nhỏ sống ở quê, vừa theo mẹ về phố được mấy hôm. Đúng là ngố thật. Thỉnh thoảng bọn tớ cũng đi thả diều đấy. Nhưng chiều nay này, ở công viên ngay cạnh nhà tụi mình có lễ hội thả diều đấy. Cả một lễ hội thả diều á. Ừ, cả một lễ hội hoành tráng đấy. Cậu nhớ đến nha. Các bạn lớp mình ai cũng đến hết. Ừ, tớ phải đến chứ. Chắc là vui lắm. Ba ơi, Lâm tin ngay ba ạ. Còn bảo sẽ về làm một con diều thật đẹp để ra thả. Sao mà có đứa dễ bị lừa thế chứ. Ra công viên xem đi ba. Xem nó ngơ ngáo thế nào. Đi ba. Lâm kìa ba. Lễ hội thả diều á? Dạ, bạn cháu bảo chiều nay có lễ hội thả diều ở công viên. Cháu đã làm một con diều thật đẹp. Cháu còn viết cả bức thư gửi cho ba nữa nè bác. Ngày trước ba hay làm diều cho cháu. Giờ cháu đã tự làm được rồi. Cháu muốn khoe với ba. Mẹ cháu bảo ba lên trời rồi. Cơ mà nếu cháu thả con diều này bay lên thật cao thì thế nào ba cũng nhận được thư của cháu. Phải không bác? Chắc thằng bé bị bạn bè trêu chọc rồi. Chứ hôm nay làm gì có lễ hội nào ở đây. Khổ thân thằng bé. Ba ơi, tội Lâm ghê ba nhỉ. Thế mà con lại đi lừa bạn. Ba ơi, con sẽ đi xin lỗi Lâm. Khoan đã, giờ mà con ra xin lỗi thì Lâm sẽ thất vọng lắm. Để ba nghĩ cách biến lời nói dối thành lời nói thật.
dù là cá tháng tư thì cũng không thể để lễ hội thả diều chỉ là lời nói dối được. Nghĩa là có lễ hội thả diều thật hả ba? Ừ, phải có chứ. Giờ con về gọi các bạn ra đây đi. Ngày cá tháng tư mà rủ được các bạn ra đây thả diều thì hơi bị khó đấy. Con có làm được không? Con sẽ rủ được ba ạ. Con sẽ cố hết sức để có được lễ hội thả diều thực sự, để không làm Lâm thất vọng, để bảo vệ nụ cười tin cậy của Lâm. Ừ, con cố lên nha. Còn ba sẽ đi xin phép ban quản lý công viên và mua các nguyên liệu làm diều. Cố lên. Cố lên. Tớ không nói dối đâu. Tớ thề tớ mà nói dối thì sẽ bị sâu rơi trúng đầu. Thầy bị phạt trực nhật 30 năm. Ừ, thầy nếu nói dối thì bị phạt trực nhật 30 năm. Được rồi, tạm tin cậu vậy. Đây, tớ cho các cậu bộ truyện tranh quý giá của tớ làm bằng. Hãy tin tớ, chắc chắn sẽ có lễ hội thả diều ở công viên. Không tin các cậu hỏi Quân và Tùng đi. Hai cậu ấy là đa nghi nhất quả đất, nhưng cũng chịu tin tớ rồi đây này. Tụi mình cứ ra công viên thử xem. Đằng nào tụi mình cũng có cả bộ truyện tranh rồi mà. Sao lâu thế nhỉ? Hay cháu cứ ra bãi cỏ kia thả diều đi, để bác giữ diều cho cháu chạy nhé. Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu muốn chờ các bạn đến rồi cùng chơi. Trước khi đi xa, ba cháu cứ lo khi chuyển về thành phố cháu không có ai cùng chơi thả diều. Giờ ba mà thấy cháu được chơi cùng nhiều bạn ở thành phố, chắc ba vui lắm. Lâm ơi, Lâm ơi. Các bạn đến rồi. Chúng mình đi thả diều thôi Lâm ơi. Kỳ lạ quá, nhưng mà thật vui. Thả đi Lâm. Cảm ơn cậu nha. Cảm ơn cậu đã nói với tớ về lễ hội thả diều ở đây. 30 năm trực nhật, một bộ truyện tranh, hai bộ xếp hình và 4 con robot để biến lời nói dối thành lời nói thật. Thiệt hại hơi nặng nề đấy con nhỉ. Để bảo vệ nụ cười tin cậy của Lâm, thế cũng thật xứng đáng. Con thấy rất vui đó ba. Ngoan lắm. Ngày kỷ niệm cuối. Tôi còn được bao nhiêu ngày nữa hả ông? Sao tự nhiên bà lại hỏi vậy? Bà còn sống nhiều năm nữa với tôi và các con chứ. Bệnh của tôi biết mà. Ông đừng có giấu tôi nữa. Tôi còn ở đây ngày nào khiến ông và các con lao đau bấy nhiêu. Hay ông cho tôi về nhà đi. Tôi muốn những ngày cuối đời được ở với ông và các con. Bà đừng có nói thế. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để chữa trị cho bà mà. Việc của bà là cứ lạc quan lên, nhất định bệnh của bà sẽ khỏi mà. Nhưng... Bố mẹ ơi, con mang cháu vào cho mẹ đây ạ. Nào, con nó mang cháu đến rồi nè. Tôi đỡ bà dậy ăn nha. Hôm nay con dậy từ sớm ra chợ mua chim bồ câu của bà Minh. Ngon lắm mẹ ạ. Mẹ cố ăn cho mau khỏe nhé. Chiều anh Đức đón cô Ti với bé Tí đi học về, rồi vào chơi với bà nhé. Mẹ thấy nhớ nhà, nhớ bọn trẻ quá con à. Mẹ muốn về nhà. Kìa mẹ, con vẫn cho bọn trẻ vào chơi với mẹ thường xuyên mà. Mẹ phải nằm viện điều trị cho khỏi bệnh đã chứ mẹ. Khi nào khỏi bệnh, bà sẽ lại được về nhà với con cháu mà. Quan trọng là bà phải chịu khó ăn vào. Người nhà có định cho bà ấy dùng thêm đợt thuốc nữa không? Thực sự mà nói thì tình trạng sức khỏe của bác gái ngày càng xấu. Tôi e là... Có, xin bác sĩ hãy cứ kê thuốc cho bà ấy. Còn tiền thuốc thì nhà tôi tạm thời chưa thu xếp được. Bác sĩ có thể hỏi bệnh viện làm cách nào tạo điều kiện cho chúng tôi nộp chậm một chút được không? E là khó, trước giờ bệnh viện chưa có tiền lệ như vậy. Thôi, hãy cứ tạm thời cầm cái sổ đỏ nhà mình để rút tiền cho nhanh, để lấy thuốc cho mẹ rồi tính tiếp bố à. Chúng tôi phải nhấn mạnh, thuốc này đắt là thế, nhưng chỉ có tác dụng kéo dài sự sống của bà nhà thêm một vài tháng là nhiều. Người nhà bệnh nhân cứ suy nghĩ thật kỹ nhé. Chỉ sợ cơ thể bà ấy không thể dung nạp được nữa. Dù được bao nhiêu, tôi vẫn muốn bà ấy ở lại bên tôi lâu nhất có thể.
nó ơi, dậy đi dạo nào. Hôm nay bà đâu rồi? Bà ơi, bố nói sao? Mẹ mất tích rồi ạ? Chúng con đã tìm khắp bệnh viện này mà vẫn không thấy mẹ đâu. Cũng đã hỏi hết y tá rồi, không ai nhìn thấy mẹ ạ? Bà ấy đi đâu được nhỉ? Đang yếu thế cơ mà, có khi nào bà ấy nghỉ quẩn không? Để chúng con đi tìm xung quanh, mẹ đi bộ chắc không đi xa được đâu. Mau, mau đi tìm mẹ con đi. Bà ơi, bà đi đâu thế? Bệnh của tôi biết mà, ông đừng có giấu tôi nữa. Tôi còn ở đây ngày nào khiến ông và các con lao đau bấy nhiêu. Hay ông cho tôi về nhà đi, tôi muốn những ngày cuối đời được ở với ông và các con. Hay là bà nó ơi, bà về lúc nào mà không nói, báo hại tôi và các con đi tìm khắp nơi. Tại ông với chúng nó không cho tôi về đấy chứ, nên tôi đánh liều tự về xem sao. Bà có biết là tôi lo lắm không? Thôi được rồi, ông bớt cằn nhằn đi được không? Vào đây với tôi. Ông xem này, đồ ăn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ông mau gọi bọn trẻ về đi. Tất cả chỗ này là do bà chuẩn bị sao? Bà đang yếu thế cơ mà. Chứ sao, tôi về từ sáng để đi chợ mà. Hôm nay tôi thấy trong người khỏe lắm, ông đừng lo. Bà đúng là... Ông có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ngày này 50 năm trước, tôi và ông đã... Trời, chuyện quan trọng thế mà tôi cũng quên được. Thế là tôi và bà đã cưới nhau được 50 năm rồi đấy. May là ông vẫn còn nhớ. Bà có sao không? Trời, bà lại ho ra máu rồi. Để tôi đưa bà vào viện. Không kịp nữa rồi. Ông hãy ở bên cạnh tôi lúc này, đừng đi đâu cả. Tôi xin ông đây. Đã bảo là bà phải ở trong viện rồi, sao lại trốn ra ngoài làm gì? Ông hãy nghe tôi nói. Tôi yếu lắm rồi, cố sống đến ngày hôm nay cũng chỉ vì ông. Có lẽ đây cũng là bữa cơm cuối cùng tôi được ăn cùng ông trong ngày kỷ niệm này. Tôi cảm thấy tôi sắp đi rồi. Đừng khóc, được về nhà ăn cơm cùng ông và các con là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn hơn là những tháng ngày nằm dài trong bệnh viện. Hứa với tôi, không được buồn, hãy sống thật tốt những ngày không có tôi. Ông hứa đi. Tôi hứa mà. Bà hãy ráng lên, mấy đứa sắp về rồi. Bà ơi, mẹ ơi, các con đã về. Vậy tôi cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi và ông sẽ cùng thổi nến nhé. Ông thắp nến đi. Tôi thắp đây. Bà nó ơi, thổi nến xong rồi. Bà nghe tôi nói gì không? Mẹ, bà ơi, đừng đi mà. Bà đừng bỏ tôi mà. Tôi yêu bà. Mẹ ơi, bà ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.